Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân danh trụ trì Tịnh Thất Hòa Bình Bảo Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, sư cô nhận hai đứa con để làm đệ tử. Từ nay trở đi con có pháp danh và tên mới. Con phải gọi tên của con hàng ngày để thay đổi, tại vì con bị động tâm nhiều á, cho nên con mưu phần lá ra. Thành tên của con là Sunaga, và tên Việt là Đồng Ân Thiện, có nghĩa là phước của trời cho con ha. Con có một cái phước gì đó đặc biệt của trời cho con, Phở Đồng Ân Thiện ha. Rồi tên pháp danh của con á, mà tên thánh đó thì là Sunaga, nhớ chưa? Yeah. Nói đi, nói tên con là Sunaga. Con là Sunaga. Ok, Đồng Ân Thiện. Đồng Ân Thiện. Đồng Ân Thiện. Ân, that means rim. Ân đó con. Ân là Ân. Ân, Ân is something like the favorite. Yes. Sunaga and Đồng Ân Thiện. Từ nay đi con là đệ tử sư cô ha. Nhớ ai hỏi cái gì á thì con phải nói là con đa ma nêm là pháp danh là Sunaga, Đồng Ân Thiện. Ok. Ân Thiện. Ân Thiện. Ân Thiện. Sunaga, Đồng Ân Thiện. Dạ, rồi còn con Kathleen á là có 10 tuổi hả? À, thì sư cô cho đặt tên cho con á là Sammavati. Sammavati. Con biết không, Samma Sambuddha có nghĩa là ở cái đó có nghĩa là được đại định đó. Sammavati. À, và pháp danh tiếng Việt con là Đồng Diệu Minh. Diệu á, diệu là something that very beautiful, very miracle. Minh có nghĩa là ánh sáng, the light, the intelligence, the wisdom. Đồng Diệu Minh. And we should call you either Đồng Diệu Minh or Sammavati. Sammavati is the name có một vị thánh nữ Hanh. So you pray, and that's your name. I always give the name because I live in India a long time, and I know understand that all of these American names got all the names like that. Những cái người đó đều là những vị tên của những vị A-la-hán cả, okay? So try to call your name to change your life. You're too young, but con phải change. Tại con ngu a lot á. Biết không? Thành ra con phải giới thiệu người ta là con là Sunaga or Đồng Ân Thiện, okay? Nào đứng lên, lại xuống ba lại đi. Lại con ba đứng lên, lại xuống, lại ba lại gì sư phụ, lại nhận ba lại sư phụ. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều đạo, truy tham, bao truy tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay, that's from now on you have and then làm lễ quy y thì lúc nào cũng được hết. Nhưng bây giờ trước tiên là có pháp danh và như vậy là nhận đệ tử. Ha. Thì đây sư cô tặng cho mấy con nè. Cái này á để con đeo con giữ ha. Quà quy y nè. Giờ cũng gần. Cái này Quan Âm hết nè. Không phải. Cái này A Di Đà. Cái này Quan Âm. Con gì đà đi con Quan Âm nha. Quan Âm để Quan Âm phù hộ cho con nha. Con á tên pháp danh của con á Đồng Hiền Diệm. Hiền là rất là hiền, Diệm là khó. Bây giờ á tặng con tượng Phật này là được phần đại giá. Cái tháp này là tháp giác ngộ, tháp thiệt. Đồng có nghĩa là âm thanh, hiền diệu. Hiền đồng là âm thanh, hiền diệu có nghĩa là con thấy âm đó. Đồng Thinh-Khong tức là âm thanh đi vào